Chin chang kaban tên tên là Gelson. Chin chang kaban tên tên là Manelson. Tên tên là Antonio Tita Kaban. Tên tên là Chicha Kaban Santos. Chicha Kaban tên tên là Dorivaldo. Chicha Kaban tên tên là Zeca. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lê Phong. Chicha Kaban. Hôm nay các bạn xong suối, cầm cuốc xẻng đi là tiếp tục sẽ lại đắp đập ở dưới kia. Mình muốn đắp đập đấy để lấn dòng nước ba mút. Nào lấy vác katan à. Leo tao nè. Xin chào tất cả các bạn, Leo. Estamos a nos preparar para irmos ao trabalho. Vamos chegar, vamos afiar a motosserra e o dia vai correndo. Bạn Leo thì vẫn tiếp tục là sẽ cầm mấy cưa và đi cắt những cái cây gỗ nó nằm ở dưới đất rồi. Thì các bạn hãy cắt nhỏ ra để vận chuyển nó dễ. Ở đằng kia nó nhiều đá quá nên là các bạn phải di chuyển cái trên này một chút để các bạn ấy đào đất ở đây nó dễ hơn. Còn ở dưới kia này vẫn có 3 người. Bạn Tony này thì bạn ấy sẽ chia đào người đây. Đất về mấy ngày nay thời tiết nó có mưa nên là đất rất là dính, các bạn xúc đây là các bạn ấy dùng xẻng không quen. Là khi các bạn ấy xúc là mình nhìn thấy các bạn ấy xúc là nó không được luột là cho lắm. Ngày các bạn ấy dùng cáng để các bạn vận chuyển đất thì các bạn vận chuyển cũng rất là dễ mà cũng rất là năng suất. Bánh cuối đa đủ để xa kêu là các bạn ấy một ngày hôm qua là các bạn ấy cũng đã đắp được từng đây, chỗ này từ đây ra kia khoảng tầm được 1 mét thôi. Còn chiều tối hôm qua thì có cơn mưa rất là to nhưng mà phần đất này vẫn chưa bị trôi, chỉ bị trôi mất một chút thôi vì các bạn ấy cũng đã dùng những cái cành lá cọ kia các bạn ấy chặn lại để cho nó hạn chế cái dòng nước nó xoáy đi. Còn hôm nay các bạn ấy tiếp tục làm việc là sẽ đắp đập để chặn dòng nước. Chặn dòng nước xong rồi mình sẽ lắn dòng nước nó chảy về một khu vực khác. Còn ở bên này càng xuống sâu thì càng nhiều đá, rất là nhiều đá. Hôm nay là các bạn về sử dụng búa chim. Khi mà gặp đá dăm như này là loại đá nhỡ nhỡ như này là các bạn ấy dùng xẻng, các bạn ấy xúc là các bạn cứ cắm thẳng xuống là đến lúc nó không hiệu quả, không xúc được nhiều.
để đắp được cái con đập này thì chắc là cũng phải mất một thời gian dài, cũng phải trong khoảng tầm 4-5 hôm, không thì cũng phải đến 1 tuần. Còn các bạn ở sông suối giờ vẫn tiếp tục làm việc, và mình bây giờ là cùng với bạn Nêu, là các bạn ấy nói ở vườn nhà mình là có một buồng chuối, không biết là buồng chuối có to không, thì các bạn bảo là mấy hôm vừa rồi mưa to nó bị đỏ. Bây giờ mình sẽ cùng với bạn Lêu là sẽ đi thu hoạch để cầm về sông suối các bạn ấy ăn. Vườn rộng quá, các bạn ấy nói chuyện với mình thì mình mới biết, chứ mình cũng không biết là đây có buồng chuối to, không biết là nó to như nào. Aki banana bông bunitu miu kmasenu no tira aki no tira de pokuta taon aki kabesai ni bánh distan tì lanh sim. Cây chuối này thì nó rìa suối, cây rất là to rồi, cây khủng luôn. Cây chuối này to, cây to cao, bình thường lắm nhà người ta trồng ở đây là lên cao khoảng tầm 3 mét ấy, 4 mét, mà cây này của mình đã 3 mét rồi. Buồng chuối to như này thì mình trồng ở rìa thì cũng rất là tốt, là vì nếu người ta có muốn hái thì cũng phải mất thời gian, chứ con dao chặt cũng phải mất một thời gian dài thì mới chặt được. Grande e pequeno. Grande. Mình là to hay là bé? Wow, buồng chuối to thế. Ui, buồng chuối này vende quanto? É sim. Sim. 2.700. 2.000 á? Sim. Vende 2.000 ấy. Mình sẽ mang cái buồng chuối đi bán để cho bạn mưa tồn bạn bán, xong rồi mình sẽ lấy tiền đấy để mình đi mua thức ăn cho các bạn ấy. E tong vende si amanya comara comida. Ok. Ni come simpi de banana tudo dia. Ở đây thì các bạn ấy có rất là nhiều chuối, ngày nào cũng ăn rồi, nhưng mà cái buồng này rất là to thì là mình sẽ để các bạn ấy mang bán. Bán xong rồi mình sẽ lấy cái tiền này đi mua thức ăn cho các bạn ấy. Ora. Để vào gặp em. Mình gần ngã suối. À, fala meu tone vende ha. Ok. Vende dá dinheiro, tu fala amanhã eu compro a comida. Como a carne, come amanhã. Buồng chuối này nếu để các bạn ăn cũng phải để đến mấy ngày. Ở đây thì rất nhiều chuối rồi. Sau này dọc cái rìa đường kia là cũng khoảng đến mấy trăm cây, là bạn Masinu là trồng toàn bộ loại chuối này. Bây giờ chỉ trong thời gian chờ đợi thôi. Thời gian trôi qua nhanh thì là sang năm là các bạn ấy sẽ thu hoạch chuối ở dọc cái rìa đường, là giữa đất nhà hàng xóm với đất nhà mình. Là bạn Masinu trồng đi trồng chuối là gần 1 tháng nay rồi. Bánh grande. Trezela. Es si vende. Compra la comida mañana. Con ba đập này là của nhà Antonio, đến ngày hôm nay rất là ok rồi. Rất là đẹp. Hai trận mưa rất là to nhưng mà đã không có bị ảnh hưởng gì cả.
trên này nước chảy rất là to. Chỗ này nếu mà lắn được dòng nước là cái ao ở đây rất là đẹp, cũng phải đến một sào đấy các bạn ạ. Nếu mà nuôi cá rô phi ở đây rất là tốt, và cá chê nữa. Cá chê thì nó sẽ ngược, nó ngược lên chứ không ngược xuống, cá rô phi cũng vậy. Ok. Uá, bem pesado. Não, cota assim não. Enfa? Cota aqui. Cota assim, ele não maduro, ele bete. Cota aqui. Quando faz mesmo assim, quer não fazer? Depois só. Depois, ele maduro, pode cota assim. Então, mete deitado? Sim. Não, você vai buscar uma pau, bater ah, aqui. Ah, ok. Ele corta devagar. Mostra, mano. Não, com bater. É melhor com pau. Esse não, bater. Esse pau é bem grande. Só que pau. Pau bom. Bạn đang đi tìm cái que để bạn ấy đập, như vậy thì cắt nó sẽ dễ hơn. Còn bạn cứ đa đủ. Nếu mà các bạn mà có kinh nghiệm ấy là làm cái này rất là nhanh. Nếu có dao mà nó dao ngoắc ấy, giật một phát là nó sẽ đứt thôi. Cứ đa đủ la đuôi. Dá. Ainda? Não, você que vê. Bater já tá bom. Chuối? Chuối. Bia, capa chuối. Một lô. Bây giờ mình sẽ cắt ra như vậy để cho nó chín thì các bạn ấy bán thì nó có giá hơn. Sẽ bán khoảng 4 quả thì được 100 quan. Nếu mà bán như này thì chỉ được 1.700 đến 2.000 thôi thì rất là rẻ. Các bạn ấy là chưa bao giờ cắt như này đâu, mà các bạn ấy sẽ khoét ở đây ra, tại vì là chuối nó chưa chín thì các bạn khoét như vậy thì nó dễ bị hỏng. Bây giờ nó chín rồi các bạn mới khoét thì nó dễ, nó đẹp hơn. Tấn Phong, lại chuối. Ở xin. Là chuối. Ok. Chuối. Levanta mai auto. Dao này của các bạn là dao sắc ấy. Dao này là bên này là dao rèn đấy. Con dao này đây các bạn là con dao rèn, nhưng mà phải đi cách đây khoảng tầm 60 cây thì mới mua con dao này. 60 cây số, vòng về đó là hết 100 cây rồi. Hơn 100 cây rồi. Rất là xa. Hôm nào mình có thời gian mình sẽ đi review cho các bạn biết được là khu mà thợ rèn người ta làm như thế nào. Okay. Bánh bao bonito. Những quả chuối này rất là to, là phần dưới thôi, còn cái phần trên kia thì nó cũng to. Grande. Sau khi được cắt ra thành những cái lải chuối như này thì nhìn chuối rất là đẹp.
Cái này bây giờ các bạn chỉ đợi chín là bạn Miêu Tồn sẽ mang đi bán. Thì bạn Miêu Tồn sẽ có những video tiếp theo để khán giả biết được là bạn ấy bán với giá tiền như thế nào và bán được bao nhiêu tiền. Còn nếu bán ngay như thế này thì là giá là bán sẽ được 2.000, còn để chín thì giá sẽ cao hơn. Bonito à. Còn cái lải chuối kia thì hai quả nó đều cắm vào một đấy. Dao của bạn ấy làm rất sắc. Cuidado, levanta. Agora puxa a faca aqui, puxa. Sim, puxa, sem bater mais. Sim. Pode bater mais. Bater lot manso. Devagar, devagar. Agora pode bater para ali. Devagar, usa a última. Ok, tá bonito. Ok. Agora aqui. Saiu aqui. Sim. Pode pôr a última. Sim. Bate. Então assim tá bom. Esse é muito grosso. Ok. Dao này của các bạn ấy rất là sắc. Các bạn ấy dùng dao này để đi chuyên đi dùng lạo cái cây cỏ dừa để mlai dao chuối. Sim. Mlai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mlai. Qua. 10. Mlai dao chuối. À và chuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 chim mlai me mot me hai me ba me bon me nam me sau. Me sau chuối. 16 quả chuối. 16 quả chuối. Quả. Su ma sing là quả. Ok. Aqui 400, né? Ah, vamos vender sim, que. Em cereja? Não sei. Ainda tem entender preço. Já. Cidade ele vender 300. Você 300. Ganhar 400. Nós vender aqui vender 4. Moto. Hi. Quero vai se dar vender rápido do você sim. Vender. Bom. Assim quer dizer, mot 400 quanto? 400. Mot zao chuei. Aí aqui tem de. Sim. Esse ganha quanto? 400. Sim. Aqui tem 10. 10 nãy. Bán bao nhiêu tiền? 4.000. 4.000 Nếu mà bạn chỗ này đây bây giờ là bạn tính thôi cái nút còn ở đây là các bạn còn ăn đi nữa chứ. Các bạn ấy ăn trước khi nó mang đi bán là chắc là các bạn ấy mỗi người cũng phải vài quả rồi thì chắc là số lượng nó sẽ còn ít hơn. Đấy để xa sinh xe cao dia. Để loay thì quạc đá mẹ tê cô muối ni kem thì phê xa bông lô la. Con lô la con phôi nhà. Phôi là để bán này là. Sim. Sau đó là các bạn sẽ giấm giấm chuối thì là các bạn phủ lá rồi là sẽ bịt kín và thì nó nóng nó sẽ chín rất là nhanh và toàn bộ những quả nó sẽ chín và để cho nó đẹp hơn mã nó đẹp thì sẽ bán rất là dễ. 2 kg đôi kilo 2 cân 2 cân 2 kg. Ok. Còn mặt bên này thì em bạn Miêu Tồn đang nấu ăn. Nay các bạn ấy có chân gà và món này là món dầu dầu quả dừa từ chế biến từ quả quả dừa ra. Dầu này ăn rất là tốt cho sức khỏe. Có rau dền, rau cải. Rau cải thì các bạn ấy xào rồi. Rau dền thì không biết là các bạn ấy nấu chắc là nấu cái món dầu quả dừa này. Còn chân gà thì các bạn ấy để cho bạn ấy nấu xem là cái món gì để trưa đây các bạn ấy ăn mới ngon được. Còn bây giờ mình sẽ qua xóm, bây giờ mình sẽ qua dưới kia để xem là các bạn ấy đắp đập như nào rồi.
Để xa la. Đến ngày hôm nay là các bạn ấy cũng đã lấp được một lửa rồi. Lấp được một lửa cái bờ kè này rồi. Còn ngày hôm qua mưa to lên là toàn bộ là rác rưởi là mắc hết ở đây rồi. Chỗ này là cũng sâu khoảng tầm chỗ nước đọng này này là cũng sâu khoảng tầm 1 mét nước rồi. Bằng cái hồ kia của nhà Antuno đắp cái đập phần trên kia rồi. Còn ở đây các bạn ấy phần bên này thì các bạn ấy đang có rất là nhiều cái đá nhỏ như này cũng rất là tốt. Khi mà các bạn ấy đắp ấy là sau này cái bờ rất là chắc. Còn do những cái cây này các bạn ấy chưa để ra được là do thời tiết nó mưa, nước nó to nó cuốn nên là các bạn cứ tạm thời là như vậy á. Sau khi mà cứ đắp lên đầu là các bạn ấy sẽ chặn gỗ đến đấy, chặn gỗ thì nó sẽ hợp lý hơn. Dòng nước chảy thì rất là cuốn về mùa mưa. Những cái thanh gỗ mặt bên này là các bạn ấy chống. Các bạn ấy chống lên như này là nó rất là chắc này. Khi mà các bạn đổ đất vào là nước nó sẽ không chảy nữa, không xói đất đi. Còn là phần bên này là do hôm qua thời tiết nó mưa nó đẩy cái cây gỗ này nó xô ra, nó xô ra ngoài. Sau này các bạn đắp cao lên thì các bạn sẽ đẩy gỗ đi ra ngoài và cho vài cái thanh gỗ như thế này để cho nó chặn lại. Nó chặn lại như này thì sau này những cây gỗ dưới nó lén, nó giằng lại, nó không trượt ra. Sau này những cây này mà nó mục thì nó sẽ không bị rơi ra. Còn mặt dưới này sau này mình sẽ đắp lại, đắp tiếp phần dưới này. Bờ kè nó càng to thì nó càng khỏe. Sau này nó càng khỏe. Nay thì các bạn đi thu hoạch chuối được một buồng rất là to. Còn ở đây các bạn xong chuối vẫn tiếp tục là cúc đất và đắp kè đập. Búa chim thì mình cũng đã sang nhà Antonio mượn đi 2 cái rồi. Bây giờ các bạn cuốc nó dễ hơn. Còn bạn nêu thì ngày hôm nay là chỉ có đi cắt những cây ở vườn chỗ phần mà hạ cây rồi để cho nó ngắn ra. Ngắn những cây gỗ nó ngắn lại các bạn vận chuyển nó dễ. Đấy là những cây gỗ mà nó mềm thôi. Còn mình bây giờ ra đấy thì rất là ồn. Ở đây thì các bạn thay nhau một người cuốc một người xúc. Ở đây có 2 xẻng thì lúc nào mà các bạn mà không mệt thì các bạn cùng nhau là sẽ xúc để lấp cái phần bờ kè kia nó cũng rất là nhanh. Chỗ này là mùa này là nó đang có mùa mưa nên là đất nó rất là dính nhỉ. Các bạn làm cũng rất khó. Hôm nay các bạn xuống suối vẫn cuốc đất để đắp cái bờ đập này. Sau này mình sẽ lắng dòng nước sẽ chảy ra một hướng khác.
Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Gelson. Gelson. Bye bye các bạn. Pela dos.